Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Hôm nay lễ Chúa hiển linh, Chúa tỏ mình ra cho muôn dân. Xin cho mỗi người chúng con đây được đón nhận ánh sáng Giáng sinh của Chúa. Và rồi mỗi người chúng con cũng như những nhà đạo sĩ biết lên đường để đem Chúa đến cho anh chị em. Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, lên dân Chúa. Khi Chúa Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương đông đến Jerusalem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao người xuất hiện bên phương đông, nên chúng tôi đến bái lạy người. Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: Phần ngươi hỡi Bethlehem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành phố nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chân dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật mời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình thờ lạy người. Rồi họ mở bảo tráp lấy vàng nhũ hương và mộc dược và dâng tiến. Sau đó họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô. Hôm nay coi bộ cái âm thanh này tốt quá hay sao, nó vang có hình như là hơi khó nghe. Kính thưa cộng đoàn, đêm nay Noel về và ánh sáng tràn lan ngập các con phố. Thế nhưng không dừng lại ở nơi cánh đồng Bethlehem. Năm xưa, tiếng hát các thiên thần réo rắt, để rồi các anh mục đồng được đánh thức giấc mộng. Đi đến để mà thờ lạy Chúa hài nhi mới sinh. Và như thế, ánh sáng đấy còn tràn ngập đầy đưa, để rồi các nhà đạo sĩ từ phương đông nơi xa xăm ấy mà phát hiện có một ngôi sao lạ xuất hiện và mách bảo cho họ biết rằng có một điều quan trọng đang diễn ra, và họ được thúc đẩy để rồi lên đường đến nơi Bethlehem. Và rồi chúng ta thấy trang tin mừng hôm nay thuật là những gian nan
trong cuộc hành trình đi đến đây. Và ngôi sao lạ ấy dẫn đường cho họ, thế nhưng không hiểu làm sao đến nơi kinh thành. Của ông vua Herodes thì ngôi sao mất dạng, không thấy nữa. Và phải chăng như thế, quyền lực của ông vua Herodes đang bao trùm uy hiếp? Và rồi các nhà đạo sĩ đã bàn để hỏi xem thì vua mới sinh ở đâu. Ông Herodes, trời ơi, làm sao chịu được? Ông đang ngồi trên ngai vàng đây, vì vua nào mới sinh? Ông rồi cái bức xúc ông là ông gọi ngang, rồi thì ông mời những người không thái kinh thánh để chỉ cho ông xem cái đấng thiên sai mà người ta nói đến đó sinh ở đâu. Và người ta đã đưa cho ông đáp án tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép phần ngươi ở Bethlehem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất Giu-đa, vì ngươi là nơi bị lãnh tụ chân nhất Israel đơn là sẽ làm được không? Ông vua Herodes ngọt ngào nói với các nhà đạo sĩ: các anh hãy đi và truy tìm cặn kẽ, và khi nhớ tìm được rồi hãy về báo lại để chọn cũng đi thờ lại chúa này. Ông vua Herodes nói như thế mà không phải thế. Chúng ta sẽ thấy cái con tim của ông vua Herodes khi các nhà đạo sĩ không chứng ra. Và như vậy kinh thánh cho thấy không đi ông vua Herodes, thế nhưng ông bị bao trùm bởi bóng tối, bởi quyền lực. Hài nhi bé bỏng nơi hắn đã về đây nhỏ bé lắm, thế nhưng ánh sáng trông hắn về đây ánh sáng của hắn tương bừng. Và như thế các nhà đạo sĩ lại tiếp tục hành trình để rồi tìm đến đây. Họ đã thấy hài nhi mới sinh nằm trong bàn cỏ, và rồi họ đã thi lễ thờ lạy và dân vàng nhũ hương và mộc nhựa, để rồi qua những lễ vật này bộc lộ sự tôn thờ đây là những đấng thiên sai, đây là đấng đem đến ơn cứu độ cho toàn nhân loại. Kính thưa các bạn chị em, vì thế để Noel không dừng lại nơi dân tộc Do Thái, mà lễ Noel cũng sinh ra ấy cho muôn dân nước, cho tất cả mọi dân nước. Và ngày hôm nay tất cả chúng ta cũng được đón nhận cái ánh sáng tin mừng Giáng sinh của Chúa làm người ở giữa chúng ta để cứu độ chúng ta. Chúng ta vui mừng, và cũng như các nhà đạo sĩ, chúng ta được mời gọi để mỗi một ngày để hiểu biết về Chúa nhiều hơn, và không dừng lại cho việc giữ lấy mình, mang cho mình cái niềm vui tin mừng ấy, mà chúng ta cần phải chia sẻ, cũng như các nhà đạo sĩ đã lên đường để rồi tìm kiếm được, và rồi chắc chắn các thầy sẽ rao truyền về một vị vua mới sinh, đấng cứu nhân độ thế. Và cũng như ba vua lên đường tìm được Chúa hài nhi, các ngài đã rẽ qua đôi thế mà trở về quê hương xứ sở của mình. Mỗi người chúng ta cũng không có thể nào mà vẫn vậy được. Chúng ta cần phải sửa đổi, điều chỉnh lại khi chúng ta đã tiếp cận, khi chúng ta đã gặp gỡ Chúa, khi chúng ta đã sống với Chúa, thì chúng ta cũng được mời gọi mở ra con đường mới,
con đường của sự sáng, bước theo ánh sáng của Chúa và biết chiếu rải ánh sáng đó cho những anh em chưa nhận biết Chúa. Xin cho ánh sáng Giáng sinh của Chúa luôn bừng sáng nơi tâm hồn chúng con để xua tan đi những gì là bóng tối, những sâu xa nơi cõi lòng, để chúng con luôn được nhịp bước theo ánh sáng của Chúa trong cuộc đời này.